Đâu đi, con đổi đâu đi.
không? Con phải cầm một tay cầm bạn. Con đổi đầu đi. Cầm một đoạn bên kia, cầm này, cái kia được rồi. Đổi lấy cái này, lấy cái này được. Được cái này. Mẹ đây này. Thank you.
Mẹ ơi. Chờ mẹ nhé. Ngồi đấy, ngồi xuống. Ngồi đấy cho mẹ. Nằm ở đấy chờ mẹ. Đuôn biết thẳng, có đuôn biết thẳng. Vâng. Không có nhà nhờ. Vâng. Mẹ ơi, tí tối mai ăn cơm ở vùng này á. Vâng. Nào con, mẹ đặt cái này vào nào. Đánh cái kia nào. Mẹ ơi, cái này cũng rơi vào đầu đấy. Vâng. Bộ phận không khí đấy. Mẹ ở đây nhá, để mẹ đi tìm cây nhá. Thank you.
Không thì con đủ luôn nè. Thôi thì cháy từ từ buồn nắng không. Thank you.
Ăn cơm đi con. Vâng. Trời, ngồi đây, ngồi đây để lại. Mẹ ơi, ăn cơm xong đi về ở đây nhở? Đau không kia con mẹ ông. Bây giờ tôi nhé, tập tập tiền nữa. Nằm ở đây hai mẹ con này hả? Thì làm nhà thử bếp này không sửa cháy rừng cháy đây ở đây cho em xin anh cho em ở nhờ đây hả? Cho em ở nhờ đây ở chỗ ở đốt ấy ở đây thế này, đốt lửa như thế này cháy thì sao, cháy rừng thì sao? Không được không? Đi ra chỗ khác ở đi. Không ở đây được đâu. Dọn đồ đi chỗ khác ở đi. Đồ kênh vào đây hết rồi. Thế thì anh xem xin ở đây rồi. Hả? Không được đâu. Mẹ con em không có chỗ đi đi mà. Đi dọn đi chỗ khác, đi đâu đi đi không biết. Anh xin anh cho mẹ con em ở nhờ.
không ở yết gì hết, cứ biến đi đi chỗ khác ở nhanh lên. Qua ở đây. Ê. Em xin anh cho em ở đây. Không ở đâu, không ở được đâu. Mẹ con em không có chỗ để đi đâu mà. Đi, nhanh lên. Em ở đây, cho em ở nhờ đây. Ôi trời, không ở đây. Đi, đi chỗ khác ở đi. Đi, dọn đồ đi. Ô nhỉ, ui. Anh ơi, con ngồi đây thế nhỉ. Nhưng mà em giết. Đi. Mày con em ở đây. Em có chỗ đi rồi mà. Ê, không biết đâu. Đi. Chỗ khác ở đi. Này. Khóc lóc cái gì. Khóc lóc cái gì. Đi ra chỗ khác ở. Em không có chỗ nào để đi nữa. Để rộng nhanh lên. Đất ta ở đây, vào đây ở, hỏi ai tự nhiên gì vậy? Biến ngay. Ê, sao phải hóc lóc gì hết? Hóc lóc gì nhiều? Hóc đi à? Hóc lóc vào, không nói với ai câu nào, vào đây ở đi du hành. Yến ngay.